đấu. Câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã thắng câu lạc bộ Thang Quảng Ninh với tỷ số 1-0. Ban tổ chức kính mời huấn luyện viên trưởng của hai đội và các phóng viên vào phòng họp báo. Hôm nay là trận đấu đầu tiên nên là tinh thần của các anh em đội rất là tốt và chiến đấu rất là hết mình. Việc thi đấu trên sân khán giả không có khán giả thì có ảnh hưởng gì đến tâm lý của các cầu thủ ngày hôm nay không ạ? Nhưng mà một trận đấu mà không có khán giả thì nó cũng có một cái bầu không khí cũng trầm lặng, nhưng mà cái điều đó thì nó không làm cái tinh thần của các cầu thủ Hoàng Gia đi xuống được. Sắp tới tháng 3 thì trong một quan có muốn gửi lời chúc gì cho chị em phụ nữ không? Thì chúc chị em phụ nữ cái ngày 8/3 vui vẻ và hạnh phúc nhé. Chúc mừng nhé.
Đèn này sáng quá hả? Thẻ để ở đâu? Dạ. Thẻ. Đây để em ra rồi.